Trúc Sinh, anh Quốc Thắng, anh Ô Minh Kiệt, Phụng Nguyễn, Quang Phúc và Bùi Công Nguyên đón nhận sự trở lại theo lời yêu cầu của nhiều khán giả, trong đó có Trúc Sinh. Một người huyền thoại, ca sĩ Kim Anh. Chào Tiểu Phùng Chi Kỷ, thiên vô tiểu của chị. Xin chào quý khán giả đang theo dõi góc phố nhà vàng của Trúc Sinh. Cảm ơn chị. Để mở đầu chương trình, bài chị giới thiệu giùm em luôn. Thật ra cái bài này cũng là một cái duyên, và đây là lần đầu tiên Kim Anh hát trực tiếp cho quý vị nghe. Sau khi thao băng cho của nhạc sĩ Ngọc Sơn. Và anh bạn, vì sau khi anh sát mát về nhạc này thì anh cũng qua đời, và từ đó Kim Anh thao băng xong chưa có gì phát lại. Thì hôm nay Kim Anh cũng tưởng nhớ tri ân nhạc sĩ là anh bạn và tưởng nhớ đến nhạc sĩ Ngọc Sơn. Xin mời tất cả quý vị nghe Hạnh Phúc Lang Thang. Hạnh Phúc Lang Thang của nhạc sĩ Trần Ngọc Sơn với tiếng hát của Kim Anh. Xin quý vị thưởng thức. Ngày ấy em như hoa sen, mang nhiều dáng hiền, mỗi khi chiều lên. Ngày ấy em như sương trong, nắp trên bóng hồng, mưa trên cánh nhung. Ngày ấy em như cung thơ, cho đời thẫn thờ, cho tôi dệt mơ. Đường khuya tay đan ngón tay, hứa cho đời ước mơ dài. Những năm tháng vô tình, mà lòng người cũng vô tình, rồi màu hoa hay màu xanh. Người yêu xa bến mong, đò xưa đã sang sông, dòng đời trôi mênh mông. Sáng xưa nay xa rồi, đường khuya mưa rơi rơi, phố xưa quên một người, bàn chân reo đơn côi, gió mang theo cơn lạnh về rớt lệ. Ngày ấy yêu em say mê, tối nào nghĩ gì đến câu từ ly. Tình ái hương say như thơ, đến trong hơi thở, rồi trôi rất xa. Hạnh phúc lang thang như mây, cho hồn héo gầy khi ta còn đây. Từng đêm qua trong giấc mơ, vẫn mong chờ có em về. Những năm tháng vô tình, mà lòng người cũng vô tình, rồi màu hoa hay màu xanh. Người yêu xa bến mong, đò xưa đã sang sông, dòng đời trôi mênh mông. Giáng xưa nay xa rồi, đường khuya mưa rơi rơi, phố xưa quên một người, bàn chân reo đơn côi, gió mang theo cơn lạnh về rớt lệ trên môi. Ngày ấy yêu em say mê, tối nào nghĩ gì đến
đến câu tự ly. Tình ái hương say như thơ đến trong hơi thở rồi trôi rất xa. Hạnh phúc lang thang như mây cho hồn héo gầy khi ta còn đây. Từng đêm qua trong giấc mơ vẫn mong chờ có em về. Từng đêm qua trong giấc mơ vẫn mong chờ có em. Xin cảm ơn âm nhạc, cảm ơn quý vị. Tuyệt vời quá. Cảm ơn em. Tình quá chị ơi. Chị hát mà trái tim chị nó cũng rưng rưng lệ đấy. Nó làm cái gì nó thay lời để nói em ạ. Yeah. Bài này là bài của nhạc sĩ Trần Ngọc Sơn. Anh viết vào năm 1983. À, anh Trần Ngọc Sơn là một người anh rất là hiền, ít nói. Anh là con trai thứ của nhà sĩ Anh Bằng. Đúng vậy, đúng rồi. Dạ, yeah. Anh rất là nhiều kỷ niệm với Trúc Hồ. Trúc Hồ rất là thương anh Trần Ngọc Sơn. Chị có nhiều có kỷ niệm với anh Sơn không? Thật ra thì lúc 1983 là bài đó có cho nghe trên báo có nó viết về bài đó. Yeah. Nhưng lúc đó thì chị thật ra thật không có nhuần nhuyễn về nhạc Việt. Yeah. Và cũng chưa có am tường và hiểu rõ cái ý nghĩa hay là cái thấu đáo của cái tâm tình của Ngọc Sơn. Yeah. Nhưng chị mới được nhạc sĩ Anh Bằng mời từ lúc chị đang ở Houston bay qua. Yeah. Hát bài Hạ Trắng rồi hát bài mà lúc đó thâu ngộ lắm. Thâu trong cái hai cái ai ca gì đó, hai cái vòng to lắm. Nhưng mà không có phòng thâu. Yeah. Thâu ngoài gara mà lạnh lắm. Cái chùm cái mền. Xong cái xe chạy ngang cái ngừng lại không hát nữa. Bà thâu băng bài Hạnh Phúc Lang Thang. Cho đó là chưa kể mà chó sủa nữa là thôi thua luôn. Phải ngừng lại nữa. Và sau đó thâu nữa thì có nói chuyện với Ngọc Sơn mà trời ơi, em không ngờ là chị hát nhạc Việt được. Nói chị, tại vì chưa có nghe. Chị nghe nhạc nào chị cũng copy được hết. Nhưng mà chị cảm ơn em, chị hát chị không hiểu. Nhưng mà chị cảm thấy sao nó đau đau cái tim á. Nó làm sao á. Thì sau này Kim Anh mới nhờ nhạc sĩ nhà văn Mai Thảo. Yeah. Mới diễn đạt được cái ý nghĩa chân thật từ đáy lòng của Ngọc Sơn. Yeah. Và lúc đó chị từ từ chị tập và thường như là trái tim của chị hát chứ không phải là chị hát. Quý vị cứ nghĩ đi. Hạnh phúc mà lang thang mới ghê. Hay quá. Kinh ha. Hạnh phúc mà lang thang là đau. Đau từng đêm nào qua trong giấc mơ. Yeah. Vẫn mong chờ có em về. Yeah. Hạnh phúc mà lang thang. Rất hay. Quá hay. Mà từ khi thơ băng giờ mà chị về hát đó chứ. Yeah. Em rất là cảm ơn chị một lần nữa đến với em và tất cả anh em trong ban nhạc. Cũng như trước khi mà show chị nói chị muốn hát bài Đèn Khuya nữa. Nhưng mà thôi, Đèn Khuya để cho tụi em hòa tấu tặng chị. Lý do mà chị thích hát bài đó và thích nghe bài đó vì trong cuộc đời của chị, chị hầu như là bất công vì chị yêu bà bá hơn là má. Và chưa bao giờ nói một câu mẹ ơi, con yêu mẹ nhiều lắm suốt đời. Thì hôm nay nhờ em và ban nhạc đền hòa tấu nhạc phẩm Đèn Khuya, con xin kính mẹ một lời xin lỗi, con yêu mẹ nhiều lắm suốt đời. Thì cảm động quá. Coi như hồi xưa không có cơ hội để nói. Tại vì chị đi mười mấy tuổi về là lúc mẹ chị về là mẹ cũng bệnh nặng và có cơ hội chăm sóc mẹ được một năm. Okay. Tụi em sẽ tặng chị cũng là cơ hội để cho chị nói lời thương mẹ với bài Đèn Khuya.
của nhạc sĩ Lâm Phương. Xin quý vị thưởng thức. Thank you.
quá là nhớ mẹ luôn, quá nhớ mẹ luôn. Chị nói lại đi, những gì chị nói muốn, chị muốn nói đến mẹ, chị nói lại câu nữa cho. Thật ra thì trong cuộc đời của Kim Anh, từ bé thì Kim Anh đi theo bà bá thôi, đi đâu cũng đi theo hết, kể cả trong những bàn tiệc nhậu nhạc từ lúc còn bé. Kim Anh có một cái câu lỗi rất to tướng với mẹ Kim Anh, đó là chưa bao giờ nói yêu mẹ. Thì sau này Kim Anh có cái cơ hội viết được nhạc phẩm Đèn Khuya, và mỗi lần hát như thế là Kim Anh thay lời mẹ ơi con yêu mẹ nhiều lắm suốt đời. Mẹ ơi con yêu mẹ lắm, nhiều lắm, nhiều lắm suốt đời. Tuyệt vời quá chị. Không sao đâu, khi mình nói ra là mẹ chị sẽ sung sướng lắm. Và con trai của chị á, thì đẻ nó đi, nó năm nay nó 35 tuổi. Nói chứ mẹ, chị mới hỏi chứ mai mốt nhỡ có chiến tranh hay là có động đất mà hai mẹ con mình tách biệt nhau, thì làm sao con biết, mẹ biết con tìm mẹ trong cái đám đông như thế. Thì con sẽ nói là mẹ ơi con yêu mẹ nhiều lắm suốt đời. Đó là con chính chị. Đó là kỷ niệm. Quý vị thấy không? Một người ca sĩ, một người nghệ sĩ có tấm lòng, tình cảm, chân tình tuyệt vời như chị Kim Anh. Em rất là may mắn được gặp chị. Chị Kim Anh ơi, em thương chị suốt đời. Thật ra thì giờ có cảm ơn em, tại vì thứ nhất cho cảm ơn quý vị. Có bao giờ Kim Anh được ngồi tâm sự đâu. Thì thật ra thì chúng ta có những lúc nên nói thì phải nói ngay, nhất là khi có mẹ còn trong đời. Vì mẹ bao la vô cùng, năm châu bảy biển không bằng tình thương của mẹ. Đó. Nếu mình có yêu ai, thương ai thì cứ nói bây giờ đi. Đừng có để sau này mình nói. Dạ, giống vậy. Đúng. Nếu rồi. Có thì yêu tôi đấy, chứ không có đời. Dạ. Cảm ơn chị. Chị giới thiệu bài Mình tiếp. Có thể hát một bài nữa không? Nữa? À, nữa nhỉ. Thật ra thì bỏng một thời gian rất lâu, Kim Anh không có hát với chú Hồ. Với tất cả những cái trung tâm sau khi mẹ cái mất thì Kim Anh rất buồn và cảm thấy cái tinh thần nó suy sụp và nghĩ là mình không còn cái tinh thần để mà diễn đạt được những cái gì lời hát, cho nên Kim Anh ngừng rất lâu. Thì một hôm Kim Anh ở San Jose thì cái điện thoại không còn tiền, thì Kim Anh mới gọi về Trúc Hồ Collect. Nói cho bà bộ ơi bộ, bây giờ mình muốn bắt đầu lại thì mình xin mua lại cái bài Mùa Thu Lá Bay của Aiza để mình để vào bonus của cuốn băng Kim Anh Vào Quê Hương được không? Thì chú Hồ nó có bác anh bạn đây này để cho mình hỏi xem. Thì bạn bảo Kim Anh muốn lấy bài nào mà Kim Anh hát cho Aiza tặng Kim Anh không mua. Thì ok rồi, cảm ơn. Thì vừa cúp xong thì chú Hồ gọi lại liền bảo bố ơi bố còn hát được không? Thì lúc đó một tự ái nha, tự ái nặng này luôn. Tự ái trầm trọng. Nhưng mà cái mình nói là để xem coi có hát được thì mình hát, không được thì thôi. Nó bảo giờ bộ về đi, mình mua vé bộ về bài hát với gì cái bài Nắng Chiều. Thì cái mình nói là nếu mà đi về mà có hát được, thôi mua vé xe bus xe hoàng cho mình đi đi, để mình thử mình hát được không. Và khi về không ngờ rằng tổ nghiệp vẫn còn thương Kim Anh, thượng đế vẫn thương Kim Anh. Chỉ vào sau 5 phút là xong. Và bắt đầu trở lại và bằng bài Nắng Chiều. Cho nên bây giờ Kim Anh nói rằng cái bài này đã chứng minh rằng xa mặt không cách lòng. Đấy, của Lê Trọng Nguyễn. Xin mời tất cả quý vị cùng nghe, cùng chia sẻ một lần thứ hai hạnh phúc sau bài Mùa Thu Bay đó, bài Nắng Chiều của Lê Trọng Nguyễn. Nắng Chiều của Lê Trọng Nguyễn qua tiếng hát Kim Anh. Xin quý vị thưởng thức. Qua bến nước xưa lá hoa về chiều rộn ràng mềm đưa trong nắng lửa thưa, khi đến cuối thôn chân bước không hồ nhớ sao là nhớ
đến người ngày thơ. Anh nhớ trước đây dáng em gầy gầy, dịu dàng nhìn anh đôi mắt long lanh. Anh nhớ ước em khi nắng vương tề, má em màu ngà tóc thề nhẹ vương. Nay anh về qua sân nắng, anh nhớ câu thề tim tái tê, chẳng biết bây giờ người em gái xin ghé về đâu. Nay anh về đường dấu hoa, dòng hàng cò hò thôi hết đưa hình dáng yêu kiều, kể hoa tim biết đâu mà tìm. Anh nhớ xóa xa dưới che lá ngà, em nói mến anh mấy lứa tuột trôi khi nắng vương đôi. Nhớ em diều hiền nắng chiều ngừng trôi. Bây giờ người em gái duyên ghé về đâu. Nay anh về đường dấu hoa, giọng hát câu hò thôi hết đưa hình dáng yêu kiều, kể hoa tím biết đâu mà tìm. Anh nhớ gió xa dưới che lá ngà, gần buồn nhìn anh em nói mến anh mấy lứa thước trôi khi nắng vương đôi. Nhớ em diều hiền nắng chiều trôi. Đó là nắng chiều. Quá đẹp luôn. Thank you, thank you, thank you. Và cảm ơn những quý khách, những mạnh thường quân, anh Trần Thịnh của Harbor Phật Mười Si và nhiều anh em nữa. Và đặc biệt là em, anh Quốc Thắng, anh Ông Minh Kiệt, Phụng Nguyễn, Quang Phúc và một người em từ phương xa Hà Nội tới chơi với anh em chúng tôi, đó là nhạc sĩ Bùi Công Nguyên. Cảm ơn em nhiều. Chị gửi lời vài lời với khán giả. Thật ra trước hết thì cũng cảm ơn em vì mình có duyên chị mới được trở lại đây. Và xin cảm ơn tất cả quý khán giả thân thương có trái tim âm nhạc. Hãy bảo trợ cho chương trình Góc Phố Nhạc Vàng của Trúc Sinh. Và hy vọng rằng các bạn sẽ trở lại vài lần nữa, nhiều lần nữa để thay lời để nói từ trái tim. Cảm ơn quý vị và chúc quý vị thật nhiều sức khỏe và tràn đầy hồng ân phép lạ. Hẹn quý vị vào kỳ sau của Góc Phố Nhạc Vàng. Chúc quý vị ngày vui, khỏe, bình an với gia đình và người thân. Xin cảm ơn. Xin chào tạm biệt.
Yeah.